Rồi xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Hôm nay thì vườn em có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai giống của chú anh chị ha. Do cô chú anh chị mình mua về mình lấy giống cũng như cô chú anh chị mình có thể chăm lại cho Tết năm 2024 của chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của em ha. Hôm nay em bán giá cũng khá là mềm ha. Mức giá chỉ từ 250 cho tới 300 ngàn một cây, bao phí vận chuyển toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi không làm mất thời gian ha, em vô cái đầu clip ngày hôm nay luôn nha. Rồi mã số 20B nha cô chú anh chị. Rồi cái đầu clip ngày hôm nay là cúc nhị đỏ ha, mặt bông rất là to luôn cô chú anh chị. Cái này cúc mà đường kính bông của nó khá là to luôn cô chú anh chị ha. Nè, nè em 7 xăng luôn, 7 xăng luôn cô chú anh chị ha. Đường kính nó 7 xăng luôn cô chú anh chị. Cúc nhị đỏ nha cô chú anh chị ha. Rất ít giống có bông cúc mà bự vậy cô chú anh chị. Hoành là được 13 ha. Cao là 39, tán ngang là 56. Rồi cây mã số 20V này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 300 ngàn em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi mã số 21V. 21V là một cây cúc kem nha cô chú anh chị. Này có cái bông nở rồi mà nó bị nó lâu quá nó rụng cánh cô chú anh chị ha. Ở đây còn nụ đây cô chú anh chị, về mình cứ test bông thoải mái ha. Cây đi đọt ngon lành luôn cô chú anh chị nè. Đó, cây khỏe re nha. Hoành là 11 ha. Cao là 28, tán ngang là 35. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 220 ngàn em bao phí vận chuyển nha. Rồi mã số 22V. Rồi 22V là một cây giả tự xoắn nha cô chú anh chị. Cây này xoắn rất là nhạt nè cô chú anh chị. À, xoắn cục cục luôn cô chú anh chị ha. Cái này thì mình ghép được 3 bo lớn cô chú anh chị ha. 4 bo nha. Rồi em đo thông số ha. Hoành của nó được 9 ha. Chiều cao 28, tán ngang là 38. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 220 ngàn em bao phí vận chuyển nha. Rồi mã số 23V. Rồi 23V là một cái cúc hoa hồng thanh tú ha. Hôm nay cô chú anh chị mình kiếm hoa hồng thanh tú quá trời. Rồi em đo thông số luôn nha. Hoành là được 11 ha. Chiều cao là được 62, tán ngang là được 37. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250 ngàn em bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Anh chị. Rồi là một cây phú tân ha. Cây này đế có luôn cô chú anh chị. Khá là dễ thương ha. Hoành là được 10 nha. Rồi chiều cao là 52, tán ngang của nó là được 45. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250 ngàn bao phí luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 25V. 25V là cúc hoa hồng thanh tú ha. Rồi hoa là được 10 nha. Chiều cao là 70, tán ngang là 37. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 250 ngàn bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Rồi mã số 26V. 26V là một cái cúc bi nha cô chú anh chị. Rồi em đo thông số luôn ha. Cây này có đế nè cô chú anh chị ha. Hoành là 12, cao là 48, tán ngang là 44. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 250 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 27V. 27V là một cái cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cây này tàn sẽ nó hơi eo eo rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Hoành của nó là 11, chiều cao của nó 36, tán ngang của nó là 40. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 220 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi mã số 28V. 28V là một cái cúc song hỷ nha cô chú anh chị. Hoành là được 10 ha. Chiều cao là 39, tán ngang là 63. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250 ngàn bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi mã số 29V là một cây cúc phượng thanh trân nha cô chú anh chị. Hoành là được 11 ha.
chiều cao là 45, tới ngang là 48. Là vì mình dựng ngọn lên nha em, cô chú anh chị, cây tàn dữ lắm luôn á. Rồi cái này thì mình em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250, bao phí vận chuyển nha. Rồi mã số 30V. 30V là một cái khúc phượng hoàng nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành là 11. Chiều cao là được 66. Tán ngang là 46. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình rồi giá là 230.000 bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Đây là một cây cúc 150 cánh nha cô chú anh chị. Cái này tàn khá là sum luôn cô chú anh chị ha. Và lấy bo ngon ha. Tàn cũng đẹp nữa nè. Rồi em đã thông số luôn nha. Quanh là được 11 nha. Cao là được 40. Tán ngang là 49. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250.000 bao phí luôn nha. Em đổi cây ha. Rồi mã số 32V là một cây cúc 150 cánh nha cô chú anh chị. Cây này nở cái bông thấy dễ thương cô chú anh chị ha. Nụ còn rất là nhiều ha. Về test mặt hoa thoải mái nha cô chú anh chị. Cây này thân lắc dễ thương nha. Hoành là được 10 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 60. Tán ngang là 50. Rồi cây này giao lưu giá 250 bao phí ha. Cây này cũng là cây cuối clip giao lưu ngày hôm nay luôn cô chú anh chị mình. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ giùm em nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0868803221, đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Mọi thắc mắc cô chú anh chị mình liên hệ với số điện thoại giùm em, hoặc là không được thì mình liên hệ qua Zalo ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ạ.